Anh Hà Tố năm nay 36 tuổi. Trước đây, anh từng làm cho một số công ty và tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 6 năm. Sau thời gian nghỉ việc ở nhà, cuộc sống khó khăn khiến anh quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần để lấy tiền trang trải cuộc sống. Sau khi đến quầy giao dịch của Bảo hiểm xã hội tỉnh, được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn về những bất lợi khi anh rút bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời nhận thấy số tiền rút ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng, nên anh đã thay đổi ý định. Anh cho biết sẽ không rút nữa mà về tìm phương án tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chờ khi tìm được việc làm mới sẽ đóng tiếp bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi về già. Bảo hiểm xã hội là an sinh xã hội và sau này về già có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế và có tiền tuất cho con cháu. Thì tôi đã quyết định là dừng không rút bảo hiểm một lần nữa và đem về để đóng tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi hưởng lương hưu. Chúng tôi thì luôn luôn tư vấn với người dân là nên đi giải quyết bảo hiểm xã hội thất nghiệp để trong cái thời gian mà mình đi tìm việc làm mới á, thì mình có cái tiền bảo hiểm thất nghiệp để cho đỡ phải gián đoạn cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, mình có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, nó không bị cắt quãng, để sau này khi tìm được việc làm rồi mình có thể là chờ chốt sổ ở bên bảo hiểm xã hội tự nguyện để tiếp tục vào các công ty mà tìm được để tham gia bảo hiểm xã hội. Thực tế hiện nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước xảy ra tình trạng người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần. Tại tỉnh Phú Thọ, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước, song cũng là thực trạng đáng báo động. Năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và giải quyết trên 6.200 hồ sơ đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần. Năm 2022, con số này là trên 7.300 hồ sơ và 3 tháng đầu năm nay là gần 1.500 hồ sơ, tăng 2,33% so với cùng kỳ. Để hạn chế tình trạng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền thuyết phục người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần. Kết quả, trong năm 2021 và 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tư vấn được cho trên 3.000 người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cử cán bộ tại hành chính công trực tiếp tư vấn cho người lao động khi người lao động đến nộp hồ sơ thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Thế và trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, trưởng phòng truyền thông, giám đốc bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã cũng là trực tiếp tư vấn cho người lao động để hiểu rõ cái lợi ích khi mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí. Lúc còn trẻ, người lao động đi làm đóng bảo hiểm xã hội là khoản tiền để dành cho tương lai. Việc ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến người lao động chịu thiệt đơn, thiệt kép khi không còn được hưởng chế độ lương hưu lúc tuổi già, sức khỏe suy giảm. Hơn nữa, việc nhiều người rút bảo hiểm xã hội một lần còn có thể tước đi hiệu quả của cả một chính sách an sinh xã hội quốc gia và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.